mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với Vinga Studio. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn tất cả các bạn một bài hát mới nhất của Twice, đó là ca khúc Feel Special. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt đầu học nghe thôi nha. Ok, đầu tiên thì chúng ta sẽ vòng tay qua như thế này và đặt lên trên. Nghe nhịp 8 5, 6, 7, 8, 1, 2. Thì phần hông của mình á sẽ đặt lên trên như thế này. 8, 1, 2, 3 và 4. Hai phần chân của mình sẽ đặt ngay tà 4. Và mình xoay vòng tay xuống như thế này và kèm theo phần hông của mình. 1, 5, 6, 7, 8, tà. Là mình sẽ đặt tay và nhảy lên như thế này. Ok, đến lại nha. 2, đi. 8, 1, 2, 3 và 4. 5, đặt 6, 7, 8, tà. 1, 2, 3, 4. Phần hông của mình sẽ hóp ra ngoài như thế này. Và phần tay mình sẽ phủi như thế này. 2, đi. 1, 2, 3, 4. Phần tiếp theo tay của mình sẽ đẩy ra, tay bên phải mình đẩy ra. 1, phần chân của mình sẽ nhảy lên. Và 2, tiếp theo là cái phần tay của mình sẽ quay một vòng và đẩy lên trên. Và mình sẽ để phần tay như thế này. 2, đi. 1, 2 và 3. Phần chân của mình sẽ là 2 và 3. Mình giống như mình trượt qua trượt lại đó mọi người. 2, đi. 1, 2 và 3. Rồi, mình đặt ra ngoài 4. Ok, và mở. Sau đó hai phần chân của mình sẽ bật qua bật lại như thế này. Và phần tay của mình sẽ đổi thành mở, chéo tay, mở ngang và úp hai bên hông như thế này. Sau đó mình sẽ đẩy phần tay của mình từ trong ra ngoài và xoay phần hông của mình. Phần hông của mình sẽ xoay từ bên trái qua phải. Ok, rồi mình đếm lại nha. 2, đi. 8, 1, 2, 3 và 4. 5, 6, 7, 8, tà. 1, 2, 3 qua bên phải. 5, xoay xoay up. 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Là mình quay từ trái qua phải. Sau đó gạt ngang hai cái tay giống như là mình làm động tác cười vậy đó mọi người. Hấp hấp là hai tay mình kéo ngang. Rồi sau đó bỏ 1, xoay 2, 3 và 4. Hai phần tay của mình sẽ chỉ xuống, phần hông của mình sẽ đánh vào bên này. Rồi lại nha. 7, 8, 1, 2, 3 và 4. Sau đó mình di chuyển 5, 6, 7, 8. Ok, đó là nửa lời đầu của đoạn điệp khúc. Bây giờ mình sẽ đến làm một lần nữa trước khi mình qua điệp khúc 2 nha. 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3 và 4. 5, 6, 7, 8, tà. 1, 2, 3, 4. 5, 6 và 7, 8, 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3 và 4. Ok. Rồi, cái đoạn đặc biệt là cái đoạn này nè. Mọi người phải thuộc cái thứ tự của nó thật là kỹ. Tại vì nó rất là liệu, cho nên là mình phải thuộc cái thứ tự để mình vô nhạc nó nhanh, thì nó sẽ không có bị liệu cái động tác của mình. Rồi, ok, tiếp theo tới phần 2. Thì sau khi mà mọi người đi cái này xong, mình sẽ có 4 nhịp để mình quay trở về. 5, 6, 7. Và mình làm lại đoạn 8, 1 như hồi lúc đầu. Nhưng mà phần tiếp theo sẽ là đặt xuống 3, tà, 4. Hai tay nó nắm 3, 4, 5, 6, 7, 8. Đoạn này sẽ là 2 nhịp 7, 8, 1 và 2. Rồi mình kéo phần tay ôm lên như thế này, giống như động tác đang ngủ vậy đó. Rồi mình đặt hai cái hông ra, hất hai lần hông ra sau. Động tác này cũng hơi bị liệu nha mọi người. Hất và hất. Rồi ok, đếm lại nha. 8, 1, 2, 3 và 4. 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3 và 4. Sau đó đặt lên trên 5, 6. Rồi mình kẹp xuống như thế này. 7 và 8. Phần hông của mình sẽ đánh qua hai bên. Ok, 2 đi. 7 và 8. Rồi sau đó mình khép chân trái vào như động tác cũ hồi nãy.
và lên hai cái luôn. Rồi sau đó mình sẽ làm lại động tác giống như cái động tác phần 1 á, quay cũng từ bên trái qua, rồi mình đặt tay cùng cùng cùng. Ok, rồi lại nha, xoay xoay 1 2 3. Rồi sau đó mình tay bên trái của mình sẽ vòng vào ngực như thế này, hai nhịp đổi bên hông, đổi bên hông. Ok, hai đi, đổi bên, đổi bên. Rồi sau đó mình sẽ đặt qua 5 6 là mình sẽ chụp hai tay lại. Rồi 7 và 8 mình mở ra. Và dư 4 nhịp cuối cùng mình sẽ kéo lên 9, 10, 11, 12. Ok, trước khi vào nhạc với tốc độ chậm thì Vin sẽ đếm lại từ đầu đoạn 1 và đoạn 2 lại một lần nữa và chúng ta sẽ cùng giới thử nha. Rồi 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3 và 4. 5, 6, 7, 8 và 1, 2, 3, 4, 5, 6 và 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3 và 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 và 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 và 8, 1, 2, 3, 4, 5, chụp 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ok, và bây giờ chúng ta sẽ cùng ghép thử với tốc độ chậm. Đi sẽ làm lại clip với tốc độ chậm để cho mình có thể theo kịp cái nhạc. Sau khi mà mọi người thuộc xong thì mọi người có thể mở phiên bản chính thức lên để mà mình có thể ghép theo nhạc nhanh được nha. Và chuẩn bị 5, 6, 7 xong bài Feel Special đoạn điệp khúc rồi. Và bây giờ là Vin rất mong mọi người có thể hoàn thành được bài tập này với cái video clip dạy của Vin. Trước khi video kết thúc thì các bạn đừng quên nhấn like, subscribe và chia sẻ video giúp Vin nha. Biết đâu có những bạn không có thể có điều kiện đến lớp thì mình có thể học online qua video clip của Vin thì sao. Nếu các bạn mà muốn Vin làm full video dạy nhảy ca khúc mới của Twice thì hãy comment bên dưới thật nhiều để Vin có thể biết là các bạn yêu thích bài này nhiều như thế nào để Vin sẽ làm video full khi mà Vin có thời gian nha. Và bây giờ video đã kết thúc rồi, hẹn gặp tất cả các bạn vào những video sau. Bye bye.